Hân hỉ, chào đón tất cả quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên, thay mặt cho những người thực hiện chương trình xin kính chúc tất cả quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông và may mắn. Thưa quý vị và các bạn, vận khí của con người luôn luôn thay đổi, mỗi tháng 7 khác nhau, thì thời vận của chúng ta cũng bị ảnh hưởng thay đổi theo. Và chính vì lẽ đó bạn cần phải xem tử vi cho tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 trong tháng 7. Việc xem tử vi cho tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 không chỉ giúp cho tất cả quý vị chúng ta nắm được vận hạn hung cách của mình, mà nó còn tạo định hướng cho tất cả quý vị trong những bước đi tiếp theo của mình trong khoảng thời gian tới. Trong việc xem tử vi cho tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 trong tháng 7 âm lịch sẽ cho quý vị biết rõ về tiền bạc, tình duyên, công danh sự nghiệp và gia đạo qua sức khỏe của mình, cũng như là về đường công danh. Qua đó quý vị sẽ có được những cái nhìn tổng quan về chính mình. Chương trình này được tư vấn và trợ duyên bởi thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Tâm Linh Phong Thủy Việt. Chương trình này được tư vấn và trợ duyên bởi thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong Thủy và Tâm Linh Việt. Qua chương trình này thì quý vị sẽ có được bức tranh toàn cảnh về vận hạn của mình trong tháng 7 âm lịch, và cùng với đó thầy Gia Cát cũng sẽ đưa ra cho tất cả quý vị những phương pháp hóa giải về tử vi cho những người tuổi Tân Dậu trong tháng 7 âm lịch này. Và sau đây sẽ là phần luận giải tử vi chi tiết cho tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 trong tháng 7 âm lịch. Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi và chiêm nghiệm. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 trong tháng 7 âm lịch năm 2022. Đặc điểm nổi bật trong tính cách của những người tuổi Tân Dậu chính là sự trung thành. Họ luôn là người bạn tận tụy, đáng tin cậy, biết giữ lời hứa và làm đúng như những gì mình đã nói. Họ cũng chính là địa chỉ đáng tin cậy để bạn bè tìm kiếm lời khuyên hay sự giúp đỡ. Người sinh năm Tân Dậu rất ghét tính không thành thật hoặc sự nhạo báng dưới bất kỳ hình thức nào. Nhưng đánh lừa được họ cũng chẳng phải là chuyện dễ dàng. Bản tính thận trọng và hoài nghi, cộng thêm sự nhạy bén khiến con giáp này khá tỉnh táo. Con giáp này là người thích đám đông, thích nói chuyện hay vui đùa, biết cách hóa giải không khí căng thẳng giữa mọi người. Bạn chính là người coi trọng hạnh phúc gia đình. Tuy đôi khi gia đình khiến họ cảm thấy nặng nề, nhưng bản tính nhẫn nại, dịu dàng cùng với nguồn sinh lực dồi dào có thể giúp bạn vượt qua tất cả. Yêu và được yêu chính là điều mà tuổi Tân Dậu luôn hướng đến. Với người tuổi Tân Dậu tháng này có nhiều khởi sắc về mọi mặt, sự nghiệp sẽ bước lên một tầm cao mới, dân văn phòng được dự đoán là sẽ có cơ hội thăng chức, tăng lương. Trong khi đó, người kinh doanh buôn bán cũng rất phát đạt, lời lãi đổ về liên tục. Về phương diện tình cảm, mối quan hệ lứa đôi duy trì tình trạng ổn định, cả hai luôn đong đầy yêu thương, tâm đầu ý hợp, dù có sóng gió cũng cùng nhau vượt qua, hạnh phúc của hai bạn khiến người khác không khỏi ghen tị. Điều cần chú ý là nên có kế hoạch quản lý chi tiêu hợp lý trong tháng này. Cố gắng hết sức để tăng thu giảm chi, đừng nên xa hoa lãng phí vào những mục đích không thiết thực. Xét về thiên can, Tân âm kim gặp Mậu dương thổ nên gọi là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các quý vị gia chủ tuổi Tân Dậu trong tháng này nên cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Khi gặp phải vấn đề cần giữ bình tĩnh để đưa ra phương án hợp lý để tránh gặp phải những thị phi không cần thiết và làm phật lòng những người xung quanh. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Tử vi tháng này cho thấy rằng sự nghiệp của những người sinh năm 1981 có những dấu hiệu rất tích cực. Hãy tự tin thể hiện điểm mạnh và bày tỏ ý kiến của mình, có thể sẽ mang lại cho bạn những tác động tích cực giúp công ty phát triển nhanh chóng và đúng hướng. Trong năm nay, bạn cũng thường xuyên nhận được sự giúp đỡ của cấp trên và bạn bè đồng nghiệp xung quanh. Vì thế, dù là khi đối diện với khó khăn, bạn cũng không nên sợ hãi hay chùn bước. Mạnh mẽ đối diện sẽ giúp bạn trưởng thành nhanh chóng hơn, cơ hội thăng tiến cũng nhiều hơn. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ, để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được thành công. Thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của Phong Thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Tân Dậu để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên quý vị gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Xem tử vi tháng 7 âm lịch, gia chủ Tân Dậu không cần lo lắng quá nhiều về đường tài lộc. Tài chính có dấu hiệu tăng trưởng tích cực trong năm 2022. Bản mệnh có thể gặp được những bạn hàng, đối tác triển vọng và đôi bên sẽ cùng chung tay hướng đến một mục đích chung.
người làm công ăn lương có nhiều cơ hội thể hiện giá trị của bản thân, được tăng lương thăng chức. Số tiền bạn nhận được có thể giúp bạn cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống so với trước đó. Tuy nhiên, bạn cũng không thể quá ngông cuồng và lãng phí, nên có kế hoạch quản lý chi tiêu hàng ngày hợp lý hơn, cố gắng hết sức để tăng thu giảm chi, đừng nên xa hoa lãng phí vào những mục đích không thiết thực. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng. Theo tuổi của các quý vị gia chủ đều có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Xem tử vi tháng này, gia chủ đã bước sang tuổi 41. Nếu không chú ý đến sức khỏe, bạn vẫn sẽ phải đối diện với rất nhiều vấn đề về tiêu hóa, huyết áp, xương khớp, dạ dày hay đại tràng. Cố gắng hạn chế sử dụng các chất kích thích để bệnh không nặng hơn. Năm nay, sự giao tiếp xã hội gia tăng có thể yêu cầu bạn uống rượu và hút thuốc nhiều hơn. Cho dù sức khỏe của bạn tốt đến đâu, hút thuốc và uống quá nhiều rượu có thể phá vỡ cơ thể của bạn. Vì vậy, tốt hơn hết bạn nên cắt đứt hoặc giảm dần giao tiếp xã hội và chăm sóc cơ thể tốt hơn. Hãy xây dựng chế độ ăn uống, sinh hoạt hợp lý, đồng thời rèn luyện sức khỏe đều đặn để có một sức khỏe tốt nhất đối diện và giải quyết những vấn đề mà cuộc sống đem đến. Các quý vị gia chủ tuổi Tân Dậu hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Tân Dậu. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Chuyện tình cảm của người tuổi này có dấu hiệu phát triển khá tốt đẹp. Người đã có vợ, có chồng, về cơ bản có một mái nhà bình yên. Dù đôi khi những mâu thuẫn tranh chấp vẫn có thể xảy ra, nhưng vẫn như vậy, đôi bên sẽ có cơ hội nhìn nhận lại chính bản thân mình và đối phương để sau đó sẽ có cách ứng xử sao cho phù hợp. Người độc thân có thể nhận được nhiều sự quan tâm và chú ý của bạn bè khác giới. Nếu có tình cảm với ai, nên chủ động tiếp cận và giữ quan hệ. Có như vậy thì mới nhanh chóng nắm được hạnh phúc trong tay. Tổng quan tháng 7 âm lịch năm 2022, tháng Mậu Thân, năm Nhâm Dần. Tháng 7 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 7 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 7 năm 2022. Tức ngày 29 tháng 7 năm 2022 đến 26 tháng 8 năm 2022 dương lịch. Tháng 7 Mậu Thân có nạp âm đại dịch thổ, tháng Thân lục hợp tỵ tam hợp tí và thìn thành thủy cục, xung dần, hình hợi, hại hợi, phá tỵ và tuyệt mão. Đối với những người tuổi Tân Dậu trong tháng 7 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 9 tháng 7 năm 2022, tức ngày 6 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Tân Mão, có nạp âm Tùng Bách Mộc. Ngày âm lịch ngày 21 tháng 7 năm 2022, tức ngày 18 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Quý Mão, có nạp âm Kim Bạc Kim. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Tân Dậu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Tân Dậu trong tháng 7 âm lịch năm 2022 Nhâm Dần. Ngày âm lịch ngày 10 tháng 7 năm 2022, tức ngày 7 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Nhâm Thìn, có nạp âm Trường Lưu Thủy. Ngày âm lịch ngày 22 tháng 7 năm 2022, tức ngày 19 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Thìn, có nạp âm Phúc Đăng Hỏa. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh
cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình lúc này để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, như vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu xong về tử vi của những người tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 trong tháng 7 âm lịch, và hy vọng rằng thông qua những kiến thức mà chúng tôi vừa mới chia sẻ cho tới tất cả quý vị thì chúng ta sẽ có được những cái hành trang vững chắc để bước vào tháng 7 âm lịch này với rất nhiều những thành công và may mắn. Cuộc sống thì đôi khi sẽ có những khó khăn, chính là để thách thức chúng ta lớn lên, hoàn thiện bản thân mình hơn. Và vậy nên quý vị cũng đừng quá bi quan vào cuộc sống này, mà hãy vững bước tiến lên và hoàn thành sứ mệnh của mình quý vị nhé. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt chương trình. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại.